Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an công nhận Công an phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Trong khuôn khổ ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đánh giá kết quả thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường từ đầu năm 2024 đến nay. Dịp này, phường Phước Trung ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gồm 18 thành viên.